Quata năm nay đăng cai, em mời cho anh hai bia. Vừa qua đường về bờ quá xa, nay FIFA World Cup lại được xem bóng đá. Khắp sáu châu lục bo về một trận đấu to, Italia muốn đá mà giải đấu nó không cho. Ôi sao ta mê say đắm bóng lăn trên mặt sân, các nước đã bước ra vang lên câu quốc ca. Messi đã nhận được chuyền rồi sút đi như bóng ma. Mùa World Cup năm nay có buồn có vui, nhiều huyền thoại sẽ rút lui sau mùa. Nào Rô, Messi, Luis Suarez, Thiago Silva, Luka Modric. Suarez ngửa người sút xa, một bàn thắng đổi lấy một căn nhà. Ronaldo đánh đầu tạt cánh, cả khán đài tung hoa tung hoa. Đây là kỳ World Cup cuối cùng, khép lại kỷ nguyên vang huyền thoại. Ai chẳng muốn khoảnh khắc ăn mừng, thay vì đã xong rồi là bị loại. Nhà cái thi đào kèo tưng bừng, anh em thì tiếp tục ăn hành. Giờ nên đánh tiếp hay nên dừng? Nếu đánh tiếp thì ra đi tạm cài. Cầu Nhật Tân mấy đầu mùa giải đã chất kín như sân tung bờ sơ. Muốn nhảy cầu thì phải mua vé, tội nhưng ông đang nợ ngập đầu. Anh em trông mong giây phút lưới rung lên cao hơn. Anh tiếng hát thất thanh trong đêm khuya vắng tanh. Cắm nốt cái nhà để vào bờ mà ngỡ đâu bơi vẫn xa. Kỷ huân cúp qua ta quá nhiều xót xa. Thằng xe máy ông bay ngồi nhà. Vậy nên hãy văn minh khi mình đã xem, không chơi cá độ cờ bạc đỏ đen. Kỷ huân cúp qua ta ấn tượng khó phai.